Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào công việc của mình là bắt đầu lúc 7 giờ. Đôi khi có khi là khoảng 6 giờ là mình đã lên tiệm rồi. Bữa nào mà tối mà đi nhậu với bạn bè thì có thể là 7 giờ hoặc là 7 giờ hơn một chút tùy theo cái sức khỏe của mình. Sáng lên thì đối với cái tiệm của mình mà làm cho các bạn làm cho có một mình thôi thì sáng lên tới chiều các bạn làm biến vệ sinh máy móc, thì sáng ta lên ta làm vệ sinh máy móc ha, lau bụi, lau mặt kiến, rồi vuốt mấy cái đầu cò, rồi cũng có thể là các bạn phải bôi dầu silicon ha. Cái chai dầu đợt trước, một cái video trước mình đã có giới thiệu cho các bạn cái chai dầu đó để bổ sung thêm bôi trơn thêm cho cái cục dầu giống như hỗ trợ thêm á, thì mình làm như vậy thì để giúp cho cái cục dầu nó có thêm dầu để nó lau sạch cái lulo. Nói chung là một làm việc một mình thì đôi khi nó hơi vất vả, tại vì khi mà các bạn vừa thiết kế công việc, vừa thiết kế file, vừa đứng dậy photo hoặc là xử lý một số cái tài liệu, thì bắt buộc đòi hỏi các bạn phải có một cái quy trình các bạn xử lý. Thì để công việc ổn định thì các bạn nên ghi ra những cái tờ giấy nốt. Các bạn ghi ví dụ như chiều qua là các bạn nhận những công việc gì các bạn sẽ làm ngày sáng hôm nay, các bạn ghi vào đó và các bạn sẽ cứ theo cái chương trình đó mình làm, cái nào làm trước cái nào làm sau. Thì cái đó khi mà ví dụ các bạn làm một mình thì các bạn có thể xử lý công việc nó rất là tốt. Ví dụ hôm nay đêm hôm qua thì mình chạy photo mấy cái tài liệu cho khách hàng thế này nè, thì chạy khoảng tới 8 giờ 8 rưỡi đó mình nghỉ, thì công việc còn lại là sáng nay sẽ vào đóng sách cắt xén dán và đi giao đồ khách hàng. Thì đây đối với số lượng nhiều và những khách hàng gần thì mình bắt đầu mình giao hàng giống như mình ship tận nơi, mình giao hàng. Do đó bữa nay là đa số khi các bạn làm thì để thu hút khách đó, thì các bạn phải có những cái dịch vụ mình không phải là vừa giá cả rẻ, không phải bây giờ mình không làm giá cả rẻ nữa, mà mình sẽ từ từ mình sẽ làm thứ đó, cái dịch vụ tốt nhất. Thứ nhất là mình phải làm những tài liệu mình làm mình cẩn thận, đóng cho nó đẹp, thẳng thớm thì cái cuốn tài liệu. Thứ hai là các bạn phải ship tới tận nơi cho khách hàng. Đôi khi người ta sẽ số lượng nhiều, người ta chở hơi vất vả, thì đó được mình sẽ có thời gian mình ship. Đóng tài liệu, cái tài liệu này các bạn sẽ có thấy theo cái bì kiến này. Đây, đối với bì kiến là các bạn sẽ mua một sấp như thế này thì khoảng 50-60 ngàn vậy đó, thì nó khoảng 100 tờ thì đóng tờ trước tờ sau thì nó sẽ được khoảng 50 cuốn. Tuy nhiên có một số cái lưu ý khi mà các bạn đóng bì kiến. Thứ nhất, trước khi đóng bì kiến để mà đóng bên cho nó đẹp thì các bạn phải xử lý cái tài liệu này trước. Các bạn dỗ cho tài liệu nó bằng hết, nó đều hết. Đôi khi mà các bạn sẽ thấy là khi mình dạy ra cái máy còn nóng mà mình để có thể qua đêm nó chưa có tắt được, cái tờ giấy nó đồng ý nó nguội nó chưa tắt, thì bắt đầu mình sẽ đây là cầm sẽ làm thao tác như này, rồi sau đó các bạn sẽ làm cái này. Mục đích là để cho các cái tờ giấy nó tách ra và để khi mình dỗ là nó sẽ xuống đều, chứ không thôi là nó sẽ dính những cái tờ giấy nó dính với nhau. Thứ hai là đối với khi mà đóng bì kiến thì cái bì kiến ở trên thị trường nó cũng có nhiều loại dày, loại mỏng. Loại thì các bạn sẽ thấy nó khi mà bỏ vào nó vừa khớp tờ tư, tuy nhiên cũng có một số cái bì nó lại không khớp tờ tư đâu. Ví dụ như cái bì này nó sẽ dư ra một đoạn đó, thì mình sẽ khi mình đã xác định cắt gáy thì sau này mình sẽ trừ cái đoạn sau gáy ra để mình cắt. Thì ở đây khi mà đóng bì kiến và xử lý tài liệu thì khi cái tài liệu các bạn phải để cho nó nguội rồi các bạn mới đóng bì kiến vào. Tại vì các bạn biết là khi mà cái tài liệu nhiều lúc các bạn gấp mà cái tài liệu đang nóng, đóng bì kiến vào thì cái bì kiến này nó không có chịu được cái nhiệt độ cao, do đó nó sẽ bị cong, nó
bị nhăn lên và bắt buộc chúng ta sẽ thay lại thôi, đúng không? Thì lúc đó các bạn phải để cái tài liệu cho nó nguội nè, để cho cái tài liệu cho nó nguội, sau đó chúng ta mới đóng bị kiến vào. Thì đóng cái thao tác đóng bị kiến thì mình cũng giống như là cái thao tác đóng bị kiến bình thường. Tuy nhiên cái bị kiến đối với một số các bạn mà làm nghề mà còn mới đó, thì các bạn thấy là rất là khó đóng, tại vì cái bị kiến đó, nó đôi khi nó chạy, cái bị kiến các bạn cầm không kỹ là nó sẽ chạy lệch qua lệch lại. Đôi khi có một số cái bị kiến là khi các bạn bỏ vào thì nó bị xéo, do đó là các bạn sẽ lật, ví dụ nó xéo ở đây các bạn lật lại, lật cái bị kiến lại, các bạn lật lại để coi thử là nó có bằng hay không. Đôi khi nó xéo ở độ đó, nhưng mà khi các bạn lật lại thì nó sẽ bằng, do đó các bạn nên kiểm tra lại. Đối với đóng bị kiến thì chúng ta sẽ đóng hơi chậm một chút, tại vì chúng ta phải cân chỉnh giữa cái bị kiến và cái bị ruột ở trong. Nếu mà cái bị kiến nó đã là đúng khổ tư rồi, chúng ta rất là dễ chúng ta đóng. Còn đối với những bị kiến mà nó còn dư một cái mép đây này thì mình sẽ làm thao tác nó hơi chậm một chút. Và khi các bạn bỏ cái bị kiến vào thì mình theo mình thì các bạn cũng tay các bạn giữ thế này nè, các bạn dỗ ha, các bạn dỗ thế này. Khi mà nó đã đều hết rồi, các bạn giữ hai tay nè, giữ này, thì ở phía cái tay này nè, cái tay này các bạn giữ để lấy cái lề nè. Tại cái lề này là lề chuẩn, ví dụ như đây là bị cái lề trên lề chuẩn thì mình sẽ sử dụng cái tay thuận của mình á, cái tay không thuận. Ví dụ mình ở đây mình làm tay trái thì mình sẽ tay trái mình sẽ bỏ vô, mình sẽ không có cầm theo đấy, nhưng mà cái tay phụ của mình lại là tay phải của mình. Mình sẽ cầm đây là giống như đây là cái bìa, đây một cái điểm tựa để giữ thăng bằng cho cái gáy bên này, cho cái lề trên. Và chúng ta sẽ giữ chặt cái tay này lại nè, chúng ta sẽ giữ chặt cái tay lại, các bạn thấy không, cái tay cái thế mình nằm giữ chặt cái tay này lại, và các bạn giữ hai tay này. Lúc này là khi mà các bạn dỗ đều rồi, tức là cái bị kiến đã nằm sát chân, đã căng chỉnh hết đúng tài liệu, và chúng ta sẽ giữ thẳng như này. Một tay các bạn là các bạn đưa vào ha, một tay các bạn đưa vào để mình quay cái mở xuống chút cho các bạn sẽ thấy nha. Đây làm lại nha, các bạn dỗ nè, các bạn canh đầu trên, tức là mình sẽ lấy cái đầu dưới đây là đầu chuẩn, thì mình sẽ canh ở đầu dưới đây. Cái tay này mình giữ nè, cái tay này mình đã giữ, và mình sẽ dỗ cái mặt dưới đây. Khi đó chúng ta sẽ cầm hai cái này và chúng ta sẽ đưa vào, thì ở phía dưới đây chúng ta sẽ đưa vào thế này. Ở đây là mình đã canh rồi, mình đã canh theo cái lề đóng, tại vì ở phía đây là nó sẽ dư ra một đoạn, do đó mình sẽ đóng nó hơi lợt vô trong đây chút nè. Còn đối phía này các bạn sẽ để một cái miếng dán bằng với cái mặt của cái kim bấm đây, giữ bỏ vào đóng cái đầu tiên thả ra. Thì ở cái này bắt đầu là các bạn sẽ xê dịch này, là sẽ xê dịch này qua nha. Trong quá trình xê dịch qua thì cái tay bên phải các bạn vẫn giữ, và các bạn sẽ căng sau cái mép á, mình thấy cái mép nó thẳng đều này nha, các bạn thấy cái mép trên đây nó thẳng đều, mép đây nó thẳng đều. Và chúng ta sẽ bấm vào thứ hai nha, chúng ta căng luôn như vậy. Thì khi các bạn thấy nè, đây những cái lề này nó sẽ không có cong, thì cho đó là khi các bạn bấm vào cái lề này ha, nếu mà nó thẳng vậy thì khi mà các bạn dán cái băng keo vào nó sẽ không bị nhăn. Nó có một số bạn là cầm nó bị nhăn thế này ha, đóng nó bị nhăn thế này. Đối với cái bị kiến thì rất là khó, đôi khi mình cũng còn cảm thấy khó, không rồi đôi khi các bạn mới hơn. Nên là đối với bị kiến các bạn có một số cái lưu ý, tức là mình đóng hơi chậm chút. Thứ hai nữa là mình đóng cho những cái tài liệu mà sau khi đã làm nguội rồi. Còn nếu mà các bạn mà để tài liệu nó nóng, các bạn bỏ vào hoặc là nó sẽ bị cong, hoặc là những cái tài liệu nó mới hẩm ẩm thôi, nó nguội mới hẩm ẩm, các bạn đóng nhưng mà các bạn để riêng một từng quyển thì nó không sao, nhưng các bạn để chồng cho nó nhau, nó sẽ giữ nhiều và nó sinh nhiều, và nó sẽ làm hư cái bị kiến của mình. Đó là một số kinh nghiệm của mình khi mình đóng cái bị kiến, đóng kỹ cho tài liệu. Bị kiến thì chắc các bạn đã biết rồi, các bạn đã nghe nói cái bị kiến rồi đúng không? Đây là bị nhựa, bị ni lông. Có một số cái bì người ta làm rất là chuẩn, người ta làm nó cắt vừa y a tư luôn, nên là khi các bạn bỏ vào các bạn bấm ok, các bạn bấm rất là đẹp. Còn một số cái bì mà các bạn dư thì các bạn bắt buộc phải cắt cái lề đây,
nó cũng đơn giản, nó cũng y như bấm bấm cái bìa tài liệu, nhưng mà nó hơi khó một chút, nó bị trợn qua trợn lại, do đó là các bạn nên làm kỹ chút ha. Rồi quay trở lại với cái công việc thì cái công việc của mình đa số là những cái tài liệu như thế này đang là số là mối khách quen thì đầu năm học mới làm, do đó là những cái khách này sẽ ưu tiên để làm, tại vì trong vòng khoảng một tài liệu này sẽ phát trong vòng khoảng một tháng thôi, do đó mình để mà nhưng mà phải phát đầu năm, do đó là mình phải chuẩn bị sự ưu tiên chạy. Có thể là trong cái thời gian mà làm mình có thể là mình làm 9-10 giờ đêm hoặc là làm hơn, tùy theo cái sức khỏe của mình. Nếu mà cảm thấy mình mệt mình nghỉ rồi sáng mình dậy sớm mình làm hơn, chứ nhiều lúc là mình cũng không có ép được bản thân của mình ha. Đôi khi các bạn sẽ thấy là máy móc mà khi mà chạy số lượng nhiều các bạn phải chia nhỏ ra. Ví dụ ở đây mình có cuốn ví dụ tài liệu đây là 100 tờ trên một quyển, thì mình đọc ở đây mình hay chạy là khoảng mình bấm lần là khoảng 5 quyển là 500 tờ. Đối với mình thì mình chạy hai máy, đây có ba máy, một máy đang bị hư, máy này đang lắp bền này thì chưa có thời gian sửa, thì có hai máy, một máy 20 và một máy Savin 4025, thì mình sẽ chạy, tức là một máy chạy năm cú. Tuy nhiên mình sẽ cho nó dừng ở giữa 100 tờ, thì mình cho nó dừng, mình bấm stop để cho nó chạy đúng 100 tờ, rồi sau đó chúng ta bấm continue, chúng ta lấy 100 tờ ra để chúng ta chạy. Và chúng ta nếu mà chạy hai máy thì các bạn nên tranh cái số trang cho nó lệch nhau, tại vì khi ví dụ như cái máy thứ nhất mà nó chạy đúng tới 100 tờ rồi, các bạn bấm stop, các bạn xử lý máy thứ nhất, thì cái máy thứ hai thì các bạn sẽ cho nó chạy sau khoảng 7 mấy tờ thôi. Và khi các bạn xử lý xong cái máy thứ nhất thì nó sẽ qua cái máy thứ hai các bạn xử lý, thì nó chéo nhau như vậy. Thì khi mà các bạn làm 100 tờ các bạn bấm stop thì cái máy nó cũng sẽ có cái thời gian nó nghỉ, thì do đó nó khỏe hơn. Và khi mà nó chạy 500 tờ thì nếu mà mất công các bạn chụp lần thứ hai nữa, thì các bạn bấm continue và các bạn bấm thêm cái số bộ số trang ấy, là các bạn bấm thêm chọn thêm, ví dụ như đang 500 tờ thì các bạn bấm thêm 900 tờ thì thêm 4 quyển nữa, thì chúng ta sẽ ngừng, sẽ cho nó chạy hết 4 quyển, cho các bạn sẽ cho máy nó nghỉ một chút. Đối với công việc nhiều thì các bạn không nên ép máy để cho nó chạy, chúng ta sẽ chia ra, nếu mà các bạn có hai máy thì càng tốt, chúng ta chia ra, hoặc là khi mà các bạn có một máy thôi thì các bạn nên chọn những cái thời gian mà nó vắng khách, ví dụ như trưa hoặc sáng sớm trưa hoặc là chiều tối. Đôi khi các bạn đang chạy hai máy, mà ví dụ các bạn lỡ đang làm chuyện gì đó các bạn quên một chút đỉnh thì máy nó chạy qua khoảng dư khoảng mấy tờ, thì trong khi máy chạy thì các bạn cũng đừng có rối rắm gì chi, các bạn bấm dùng tay bấm cái nút stop để cho máy nó dừng lại. Ví dụ cái máy nó đang là các bạn chạy, các bạn chỉ lấy 100 tờ nhưng mà nó chạy 11 tờ, thì các bạn bấm nút stop thì đúng cái con số ở trên cái màn hình nó sẽ hiện ra cho các bạn, ví dụ như là 115 tờ, thì các bạn lấy ra 15 tờ, các bạn lấy 100 và sau đó các bạn bấm continue, tức là máy tiếp tục chạy. Thì đó là những cái cách mà xử lý những cái tài liệu mà mình làm hai máy chạy những tài liệu như thế này, để cho nó cái máy nó vừa có thời gian nghỉ mà nó vừa đảm bảo công việc của mình thuận tiện. Chứ đôi khi các bạn riết máy quá, các bạn sẽ chạy liên tục như vậy thì nó sẽ gây ra một số cái hiện tượng, nếu mà cái gạt của các bạn đã xài có một thời gian rồi thì nó sẽ gây quá sức, nó sẽ gây quá sức và nó sẽ gây yếu cái gạt, do đó nó sẽ gây ra một hiện tượng như là bị xám nền hoặc là bị lem, đôi khi nó bị lem tờ này tờ kia. Do đó là theo cái kinh nghiệm của mình làm thì những cái tài liệu mà số lượng nhiều thì mình hay tập trung làm những cái giờ văn những cái giờ buổi tối là chủ yếu, thì những cái giờ đó mình cảm thấy là nó vừa thoải mái, tối thì nó càng mát mẻ. Còn đối với các bạn mà chạy cả ngày, nếu mà một máy các bạn vừa chạy tài liệu xong vừa khách lẻ vào thì các bạn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ được khách lẻ, tại vì khách lẻ thường là người ta hay tới với mình thường xuyên, chứ còn
mối thì lâu lâu mới có đúng không? Thì đó mình không thể nào bỏ được. Các bạn phải dừng stop, bấm 2-3 lần trên máy hết điện ở bản mình. Do đó thì phải làm một bên, các bạn hãy tự sắp xếp, hãy chủ động sắp xếp và chia công việc ra làm như vậy thì mình thấy nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi video chia sẻ những cái kinh nghiệm lặt vặt của mình cho các bạn mới tới đây là kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái video này, và nếu yêu thích cái video này thì các bạn hãy bấm chia sẻ để cho mọi người biết và theo dõi, và các bạn hãy bấm like sau khi xem hết video, và những cái bạn mới ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bado và nhấn vào biểu tượng quả chuông để mình khi mình đăng video mới lên là các bạn có thể nhận được những chia sẻ của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và yêu mến kênh Bado Optical. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye các bạn.